làn da trắng mịn, trẻ hóa là điều ao ước của mọi chị em trên thế giới. Ngày nay có nhiều phương pháp làm đẹp khác nhau như viên uống, các loại mỹ phẩm bôi ngoài, v.v. Nhưng phương pháp làm đẹp từ nhau thai vẫn được rất nhiều chị em tin dùng. Kohanglamdep.com mang đến một loại tinh chất nhau thai tế bào gốc Placenta Lainec Nhật Bản. Placenta là một nguồn nguyên liệu quý hiếm sử dụng trong y học cổ truyền, phù hợp để tăng cường sức khỏe và trẻ hóa. Công dụng chính điều trị các bệnh về da như viêm da, tràm cơ địa, vẩy nến, cải thiện các vấn đề về da như làm mờ các vết nám, nhăn, tăng độ đàn hồi, độ ẩm cho da, giúp da trắng sáng, mang lại làn da tươi trẻ, khỏe mạnh một cách tự nhiên, cải thiện hormone và các dấu hiệu sinh lý do rối loạn giai đoạn tiền mãn kinh và mãn kinh như tim đập nhanh, đau lưng, mất ngủ, stress, cảm giác bứt rứt, khó chịu, đau đầu, khô da, đau rát khi giao hợp, cải thiện các triệu chứng của bệnh tiền đình tụ tai, chóng mặt, các bệnh đau thần kinh tọa hay thoát vị đĩa đệm, triệu chứng đau khớp như đau lưng, đau đầu gối, cứng mỏi vai gáy. Tăng cường trao đổi chất, gia tăng chức năng gan, thận nhờ thành phần tế bào gan HGF trong chất xuất giúp tăng trưởng, kích thích sản sinh các tế bào khỏe mạnh để thay thế cho các tế bào đã suy yếu do virus như viêm gan B hoặc viêm gan C hoặc viêm gan do uống rượu kéo dài, nhờ đó có thể phục hồi chức năng gan một cách hiệu quả, hỗ trợ tăng cường sức khỏe, phục hồi tình trạng mệt mỏi, mất ngủ, thúc đẩy nhanh liền vết thương, bồi bổ cơ thể, tăng cường sinh lực, thúc đẩy tinh thần, mang lại tinh thần tốt nhất để vượt qua mọi khó khăn. Sản phẩm đã có mặt tại hệ thống cửa hàng Làn Đẹp, được cam kết về chất lượng sản phẩm chính hãng, đầy đủ hóa đơn chứng từ, hàng hóa có nguồn gốc rõ ràng và chính sách hợp lý cho khách hàng, cùng mức giá ưu đãi tốt nhất thị trường.